Em chào mọi người nhé. Hôm nay thì Hoa Lan Hà Nội sẽ giới thiệu đến các bác cái mẫu chậu trồng lan hình quả bí với ba kích cỡ, đó là phi 21 này, phi 24 và phi 30 nhé. Với giá tiền tương ứng thì phi 21 sẽ là 8.000, phi 24 sẽ là 10.000 và phi 30 là 15.000. 15.000 này, 10.000 này và 8.000 nhé. Chậu quả bí thì nó là cái mẫu chậu khá là đẹp. Đấy, rất là bắt mắt, màu sắc cho đến hình thức đều rất đẹp nhé. Có đế luôn. Đấy, cái đế này thì để mọi người thay vì bác nào muốn treo lên ấy, thì mình có thể để dưới đất cũng được. Đấy, trồng cái cây vào để dưới kệ cũng được, không nhất thiết là phải treo lên. Đó, chậu quả bí. Nhựa thì cực kỳ bền chắc nhé. Nhựa bền chắc, nhựa HD, sáng bóng bền chắc. Dùng được khoảng 5 đến 6 năm thoải mái luôn. Đấy, mọi người ngồi lên nó cũng không gãy, không vỡ được luôn. Chậu bí này bền chắc cực kỳ. 8.000 nhé, 10.000 và 15.000. Đấy, chậu này thì mọi người có thể trồng đa dạng được nhiều loại lan. Đó, những cái loại mà để trên kệ hoặc những cái loại treo đều được hết. Đây, như cái cây này em để một cái cây hồ điệp to vào này. Cái chậu này để một cây hồ điệp to vào là khá là vừa vặn này. Hoặc là cái chậu to hơn cỡ 30 này thì mọi người có thể để những cái trụ đai trâu vào. Đấy, để đai trâu vào. Đấy, đẹp không? Sẵn treo lên thôi hoặc để dưới đất cũng được. Đều rất đẹp nhá. Đó. Đây là phi 21, đây là phi 24 và đây là phi 30. Số điện thoại đặt hàng là 0974702106 nhá. Chậu bí này thì nó không trồng vào nhau được. Thế nên là tiền ship thì em vẫn phải tính nhá, không thể bao ship được. Phí ship là 35.000 toàn quốc. Đó. Mọi người mua thì gọi cho em theo số điện thoại là 0974702106. Mua thêm móc để treo ấy thì là 3.000 một cái nhá, móc bọc nhựa rất là bền chắc và đẹp luôn. Đấy, còn giá chậu là 8.000 và 10.000, 15.000. Em xin chào mọi người nhé.